Các bạn mình là Nghĩa Việt Theo Đây là kênh youtube của mình Kênh youtube Nghĩa Việt Theo Bạn nào chưa đăng ký kênh Làm ơn cho mình xin một lượt đăng ký các bạn nhé Cảm ơn các bạn rất nhiều Clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn Cách rất là đơn giản để kiếm 100.000 từ Viettel Money Ứng dụng tiền di động của Viettel các bạn nhé Các bạn có thể vừa chơi và vừa có tiền mang về luôn Ok, sẽ không để các bạn đợi lâu nữa chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé các bạn vào Viettel Money giúp mình trong uh, clip uh, tới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn để cách để cụ thể để đăng ký dịch vụ Viettel Money này và có cái ứng dụng để chơi này các bạn nhé thì tạm thời mình sẽ giới thiệu các bạn trước về cách kiếm 100.000 ở đây Ok các bạn vào phần uh, Tết An Lành nhé ở đây có hình chú hổ đây cầm phong bao lì xì chọn là dũng sĩ hổ vàng ấn tham gia luôn các bạn nhé chút thời gian để đọc qua thể lệ nhé. Chương trình diễn ra từ 25 tháng 1 đến 31 tháng 3 năm 2022. Cách chơi thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần di chuyển nhân vật chú hổ qua trái, qua phải để bắn các chứa ngại vật ở phía trước. Sau mỗi màn, khách hàng sẽ được tặng một hộp quà bí mật. Bên trong hộp quà sẽ có những mảnh ghép nhỏ để tạo thành các bộ mảnh ghép. Và phần quà ở đây gồm bộ ngũ quả, bộ hoa tết, bộ cỗ tết. Thì mình theo quá trình chơi thì mình cảm thấy bộ hoa tết là phần quà các bạn có thể khả dĩ nhận được nhất Khi các bạn siêu tập đủ hoa đào hoa mai hoa hải đường hoa cúc và hoa lan Các bạn sẽ đổi ra được 100.000 tiền mặt luôn được, Các bạn nhé Còn các giải thưởng khác thì Giải 1.000 thì hơi nhỏ với các bạn còn giải 100 triệu thì mình nghĩ là hơi khó để kiếm Nên là mình clip này mình Nghĩ rằng Cái giải thưởng 100.000 là Giải thưởng gần với các bạn nhất Ok Các bạn đọc qua chút thể lệ nhé Rồi Đây các bạn sẽ vào phần lịch sử này của mình này Các bạn thấy rằng hôm nay mình kiếm được này Bộ ngũ quả được 1.000 này Các uh, sản vật Và bộ hoa tết được 100.000 Đổi thành tiền mặt luôn rồi các bạn nhé Đây mình sẽ cho các bạn xem tin nhắn luôn này Tin nhắn Viettel Money này mình được uh, cộng 100 000 lúc uh, 14 giờ 07 phút các bạn nhé. Việt money trả thưởng game Dũng Sĩ Hổ. Ok. Chúng ta cùng bắt đầu chơi ngay này. Oh, hôm nay mình đã đủ chơi đủ 50 lượt rồi các bạn. Tiếc quá. Không sao. Mình sẽ thoát ra. Mình có nhiều có có tài khoản của bố mẹ mình ở đây nữa. Sẽ thoát ra ở đây nhé. Đây là một tài khoản khác của mình các bạn nhé Và chúng ta sẽ cùng ấn vào chơi luôn này Mới đầu lượt chơi, bắt đầu trò chơi các bạn sẽ được nhận được 5 lượt miễn phí nhé Đó, di chuyển qua trái qua phải, bắn các con vật ở bên trên những cái sao mà nó rơi ra thì các bạn có thể ăn để mà sau xếp hạng theo sao các bạn kiếm được trong ngày các bạn được thưởng 100.000 xếp thứ nhất mới được 100.000 đó các bạn còn xếp chung cuộc tổng số sao sau khi kết thúc chương trình các bạn sẽ nhận được giải thưởng nhất là 2 triệu 22.000 nhưng mình nghĩ hai cái xếp hạng sao thì hơi khó nên là các bạn tập trung cho mục tiêu mình nghĩ là dễ dàng nhất ở đây đó là mục tiêu kiếm 100 000 các bạn nhé. Chủ màn 2 này thì hơi khó nếu các bạn không có kiếm được súng hai nòng. Súng một nòng thì rất dễ chết. Ok, mình đã vượt qua màn 2. Mình chơi không giỏi đâu các bạn nhé. Mình tin là các bạn sẽ chơi giỏi hơn mình đấy. Nhưng mà ở đây không quan trọng chơi giỏi hay không mà quan trọng các bạn có may mắn hay không thôi. Các bạn chơi giỏi thì sẽ tăng cơ hội kiếm được 100.000 nhanh hơn. Thôi mình tò, tèo tèo rồi Ok Rất là đơn giản đây các bạn ạ Đây các bạn sẽ nhận được Bộ siêu tập đây Đổi quà luôn Siêu tập đủ 5 loại hoa quả các bạn đổi được 1.000 đồng Siêu tập đủ bộ hoa ngày Tết các bạn đổi được 100.000 đồng Bộ cố Tết các bạn được 100 triệu Mình nghĩ bộ cố Tết thì hơi xa xôi các bạn nhé Các bạn cùng thử vận may xem nhé Thử chơi trò dũng sĩ hổ xem Ok Nếu thấy clip của mình hữu ích Làm ơn cho mình xin một lượt like, comment, chia sẻ hoặc đăng ký kênh các bạn nhé Hy vọng các bạn sẽ có những cái giây phút uh, vui chơi, vui vẻ và thắng lợi Kiếm được 100.000 mang về Và bạn nào kiếm được 100 triệu mang về thì nhớ chia vui với mình nhá. Nhớ vào đây Cảm ơn mình trên kênh youtube Nghĩa Việt Theo nhé Chúc các bạn thành công Xin chào và hẹn gặp lại